Ôi, rồi ok, Phan Hoàng nói lại, Phan Hoàng ơi. Phan Hoàng nói lại, Phan Hoàng ơi. Không, nói lại đi. Nói lên, nói đi. Nói luôn, nói đi. Và ok, nó lại gọi là chẳng mấy khi. Nó thực sự là một cái gì đấy, cho nên là mấy chúng ta chơi game. Vào, let's go. Yeah, mà tao là imposter nha. Má nó đọc mượt vãi lìn ấy. Ok, một người dân chăm chỉ đi làm việc thôi các bạn ạ. Mày giết tao đi. Mày giết tao đi, mày giết tao đi. Tập này luật thì chắc là các bạn đang xem và các bạn nắm được hết rồi. Đặt tên là màu mà không để ai biết màu của mình là gì. Ôi chỉ còn mẹ. Ok, đéo gì nhận đấy. Ê thằng xanh nhìn mặt ngu quá mày, em giết nó. Không. Tao vừa ở trên mà, what the fuck. Đầu tiên là tao thấy thằng đen với thằng cam ở phòng bắn đá. Mày là thằng nào? Mày là thằng nào? Tao là thằng vàng. Mày là thằng vàng. Vàng là tím à? Tím là cái thằng xanh mà. Hả? Xanh là cái thằng nâu mà. Bây giờ này, thằng đỏ là cái thằng phát hiện ra đúng không? Tao từ phòng y tế thì tao thấy xác của xanh lam ở chỗ nhiệm vụ của tao. Và mình có thể mở bản đồ khi đang trò chuyện ở trong đây á phải? Tao ở Upper Engine mày. Tao đang ở Electrical. Ủa? Thằng đen thì sao? Thằng đen thằng nào? Thằng đen ấy. Tao mưu mic nãy giờ. Tao và thằng vàng bắn piu 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 piu. Trước khi mà thằng vàng đến thì có một thằng nữa đứng ở đấy nhìn tao bắn piu piu. Là tao là thằng kém ấy. Tao là thằng đúng rồi. Thằng nào là thằng tím? Thằng vàng mày. Tao thằng là vàng tím. Là thằng tím. Nói chung ấy, tao có thể đảm bảo được thằng đen với thằng cam là không phải thủ phạm trong vụ án lần này. Tại sao? Thế mày là thằng nào? Tao là thằng vàng. Tao cũng đảm bảo thằng cam bởi vì tao đi cùng thằng cam. Mày là thằng nào? Tao là thằng xanh. Thế bố muốn thằng nhau. Vai cả vốn bậy. Được, tao tin mày. Mặc dù cái skin mày trông hơi kinh tí nhưng mà tao tin mày. Nó vẫn đang lú quá. Vẫn chưa hiểu được là cái gì đang diễn ra. Ok, chúng ta lại gặp người bạn cũ rồi các bạn ơi. Rồi. Thằng tím sẽ giết tôi, thằng tím sẽ giết tôi, thằng tím sẽ... Thằng đen trông bực cười vậy. Sửa bố mày. Rồi. Tốt. Tao có thể trình bày như này nè. Tao đi cùng với thằng đỏ. Làm gì có thằng nào đỏ? Đỏ là tao mày. Mày là red mà. Và trước cửa electrical thì tao thấy một cái xác ở đấy. Yeah! Tao là cam. Tao đang ở phòng admin quẹt thẻ. Tao đi cùng thằng vàng khắp bên phải. Lúc mà reactor bị phá thì tao phóng ra reactor. Nhưng mà thằng vàng nó lại đéo đi cùng tao. Nó lại xuống nó đổ rác. Thì lúc tao đến reactor thì ở đấy có thằng đỏ bên dưới. Còn thằng xanh đến muộn. Tức là giết được thằng vàng sẽ là thằng tím hoặc là thằng cam à? Đúng rồi. Hoặc là thằng đen luôn mẹ nè. Đéo phải đen đâu. Tao thấy là uy tín đấy. Tao đang quẹt thẻ admin, tao đéo biết gì hết. Tao đang ở cafeteria. Đéo phải là thằng đỏ được, bởi thằng đỏ reactor trước khi tao đến. Mà trước khi tao đến là thằng vàng vẫn còn sống. Sao reactor phá mà thằng tím, thằng cam đéo làm gì nhở? Tao đang ở admin, tao nghĩ kiểu thôi, chắc là những người đồng đội của mình kiểu đéo gì cũng sẽ sửa, mình phải tin. Tao nghĩ mà thôi, nó lúc... Đội đéo thì tao phải qua sửa, khi cái đấy chỉ cần hai người đúng không? Thế là tao đi làm việc của tao. Tím xong cái lúc cam. Mà... Cái gì vậy trời? Tao hỏi, tự hỏi thôi. À, okay. Nó nhổ. Dạ. Nhổ ra. Mày là thằng nào? Nhà mày ở đâu? Cuộc sống tao nhỏ lớn rồi, tao chưa ăn không nó có bao giờ. Tao thấy ăn cứt hơn tao nói dối được chưa? Tao kêu mẹ ăn thằng đó thì nói bố mày ăn cứt, ăn em tao ăn cứt. Nhầm. Mày nói ra mày là thằng nào? Tao không muốn mày. Tao là thằng cam. Ê, tao là sai. Tao không vote mày, tao không vote mày. Anh nào vote tao ấy? Nhưng mà tao không vote mày phải tao. Đừng để tao biết mày là ai nhá. Biết địa chỉ nhà mày ấy. Biến hòa luôn. Bình tĩnh. Tìm ơi, tránh ra đâu ra. Ủa chết nhầm mic. Xin đê. Tôi nghi thằng này lắm các bạn ạ. Các chú không hù được anh đâu. Quên. Quýt. Nguy hiểm cận kề. Đây rồi, có đồng đội đây rồi. Đói.
Thế có vẻ bây giờ sao lại đông. Bây giờ phải tìm có người đi chung. What's up ở bạn Cam? Gì đây? Bạn Cam có điều gì mà nói vậy bạn Cam? Thằng tím nó lăm le nó đòi đâm tao trong phòng điện. Ông đéo gì mày? Tao kể bọn mày nghe. Tao sợ quá. Luôn tao tưởng chết ở đấy rồi. Tao đang đi từ storage. Tao tính mở tao làm điện. Tao vừa vào tao thấy hình đỏ. Cùng lúc đấy thằng tí nó xuất hiện. Nó đi lên. Nó cầm cái gì sau tay. Nó định xiên tao nhưng nó thấy hình đỏ ra nó rút lại. Tao thấy vậy tao bỏ chạy ngay. Tao đéo có tay. Mày không biết lúc đấy tao hoảng như nào đâu. Sợ lắm. Lúc sau tao quay lại phòng điện, tao có thấy cái cửa phòng điện đóng, tao sợ tao chết. Phòng điện đâu. Đóng lại đúng không? Ừ, đỏ ơi, tao vừa vào bằng tím là đỏ đóng rồi, xin tao luôn đấy, tao chạy kịp đấy. Thế chứng tỏ là thằng tím hoặc là thằng cam rồi, chắc chắn là một trong hai thằng rồi. Tao bảo là tao bỏ chạy, tao ra tao bấm nút mày mỉm sao nhỉ? Thì tao bảo một trong hai thằng là thằng tím. Từ từ. Phà đây tao mà đéo nhạy, tao nằm còn mẹ lại rồi ấy. Mày nói gì đi, luận điểm của mày đâu, phản biện đi. Tím, phản biện đi. Tao đã cho nó những cái luận điểm quá đúng. Những cái căn cứ đéo thì nó chối cãi được. Thế là nó chỉ có im và bắt đầu nó vote tao mà thôi. Bọn mày thấy chưa? Nó mà là không phải là imposter là nó cãi chết mẹ rồi. Vote thằng tím cho tao. Thằng tím mà đéo chết, bọn mày muốn xử lý tao như nào cũng được. Tao thấy mày như thế nào đây? Tao như nào cũng được. Bảo tao sủa, tao cũng sủa cho mày nghe luôn. Yeah. Ê bọn mày ơi, tao thề tao đánh bừa ấy, tao chỉ ghét thằng Bảo Hoàng, tao muốn chơi nó đâu mà phải đéo nó chúng. Game này thắng mở hai lượt đoán bừa. Hello, xin chào tất cả anh em đã cùng đến với Chicken Gang Midora, xin được phép có mặt là thành viên không thường xuyên trực ạ. Ok, mình cứ đi làm việc, thằng ấy có cái quả áo trong ngu quá trời. Hello mọi người, mình là MC BCS này. Hôm nay mình sẽ dẫn cái chương trình MC BCS này nha. Hoàng này, 15 thằng Trần đang làm nhiệm vụ này. Thôi anh em đi nhau luôn, được. Chào cả nhà. Mình tên là Darlene. Mình đến từ Lào Cai. Mình đi chuyển cái mũi tên mọi người ơi. Remind TV à? Thằng Trần ơi, đừng thằng Trần ơi. Mày xin tao luôn đi. Mày xin tao luôn đi. Khổ đấy. Ui, chị Mai ơi. Không có đứa nào nhỉ? Tôi chết mẹ, không có đứa nào là mình chết đấy. Không có đứa nào luận điểm của nó chỉ giết mình thôi. Rồi sao? Remind đi rồi. Remind đi rồi. Remind không trong game nhưng mà remind đi rồi. Hiếu ơi, sắc remind ở đâu ấy Hiếu? Sắc remind ở dưới communication nhá. Bảo gọi Hiếu, đâu gọi mày đéo. Tao không biết mày gọi tao hay là mày gọi thằng Desmond Vũ. Nào bây giờ nhá, vừa đọc tên trong game, tao gặp Long Đen này, tao gặp Bảo Hoàng này. Gặp tao đéo đâu. Tao không phải mà. Mày gặp tao đéo đâu. Mà mày là thằng đéo hả? Mày gặp tao rồi đéo vậy à? Thắng tên mày còn đéo trong game. Tao là Midora, hồi nãy tao gặp Bảo Hoàng với lại Long Áo Đen này. Midora mày sao? Mày không phải. Mày đéo phải Midora. Tao Long Áo Đen, tao đi với Bảo Hoàng suốt. Có nha, Bảo Hoàng, Mai Bảo. Hả? Tôi có gặp Long Áo Đen, tôi là Bảo Hoàng. Đúng, tôi có thấy. Chị mới nói là tôi là Bảo Hoàng, tôi rất là ăn cướp, tôi là con lợn méo. Ôi á, trời. Thằng chó ơi. Hello, Linh á. Chúc mọi người sức khỏe dồi dào. Tao bắn Tùng Lum Thiên Thạch xong rồi tao gặp Tăng Trần, xong rồi tao gặp Midora, xong tao TP về B đặt bom cái mẹ đồng bữa A cái. Tại vì biết sao không? Hồi nãy là tôi mới vô CKG rồi, sau đó tôi đi qua cafeteria, đi nguyên một vòng mạng bên trái luôn. Đó, đi số tuốt dưới storage thì thấy Bảo Hoàng này với Long Áo Đen ở dưới đó này, hai người làm gì ấy, kiểu ghê lắm. Ok chị Mai nhá. Thôi, chưa từng nghe Midora nói chuyện kiểu kinh khủng như thế này bao giờ. Mày không phải Midora, mày không hiểu đâu. Mày tao là đa lưng giọng tao hay. Nói chung là tao tin là Bảo Hoàng, tao tin là Bảo Hoàng nhá. Ok nha. Mày tin tao á? Không, tao không tin mày, tao tin Bảo Hoàng. Ai tin Bảo Hoàng đấy? Long Áo Đen. Ok. Ít đồ đa linh nha. Trời ơi, Long Áo Đen nó lại gần mình rồi. HK15 này chơi Roblox gần gì
Ui, thằng Trần ơi. Ui, thằng Trần Madora này. Đây thằng Sang này. Mở ra sẽ có xác người đúng không? Mở đi làm ơn. Rồi. Madora với Darling, Madora là Nguyễn Duy này. Cam 15 là Madora, chị Nguyễn Duy là ai? Con trở lại. Listen Vũ ở Darling. Long Hoa Đen xếp vào điện. Dinh, thằng chó. Thằng chó Long Hoa Đen. Thì Bảo Hoàng này, thằng này tin được này. Thằng Bảo Hoàng thật là thằng nào nhỉ? Ôi bạn ơi. Ôi dồi ôi, có người chết rồi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi. Bảo Hoàng. Chị Mai. Gọi đéo rồi tao. Tôi thấy một hiện tượng lạ. Từ, bình tĩnh, hold up. Mày lại. Tao là Đen Mình Vũ. Đen Mình Vũ đâu có vòng chầm vậy? Tao dùng autotune. Vừa nãy tao đi cùng với thằng Long Áo Đen ở phòng reactor. Tao quay lại phòng điện để làm nhiệm vụ. Thì tao thấy Long Áo Đen nằm đấy và Bảo Hoàng đang đứng cạnh sát vào Long Áo Đen nhưng mà không thể report. Ê nào, tao đang ở med bay nhá. Tao đéo làm gì mày luôn nhá. Đéo cứu bố mày. Từ từ đi bạn, đéo cứu bố mày. Đéo cứu bố. Tại sao hai lần đều là mày tìm địa xác nhỉ? Tao may mắn mày. Đúng rồi, tao có thấy thằng Long Áo Đen rẽ vào phòng điện. Hay tao đi gần đến phòng điện thì tao thấy thằng Long Áo Đen đi ra ngoài. Tao tưởng nó xiên tao, thế tao vừa chạy đi tao vừa chửi thằng chó Long Áo Đen. Nhưng mà tao nhận ra cái đấy sai. Nguyễn Duy đẹp trai có thông tin gì không nhỉ? Đấy không ai tên như thế cả. Nguyễn Duy ăn cứt đây. Thì tao nghĩ là chỉ có thể là thằng Desmond Vũ giết xong tự report. Nó quay lại nó giết xong tự report. Hoặc là Bảo Hoàng giết thật. Long Áo Đen, ra ngoài. What the fuck? Tao thấy thằng Desmond Vũ này nói đúng rồi. Bây giờ tao sẽ cùng nó đang có chung mọi người sức khỏe xuống sao. Để không nghe thấy tao. Tao gặp thằng Sang Trần rất nhiều. Tao gặp Sang Trần rất nhiều. Bây giờ là có cái bằng chứng gì không? Phải nghe Bảo Hoàng giải thích rồi. Phải nghe Bảo Hoàng giải thích. Cái lúc mà Bảo Hoàng đang làm nhiệm vụ ở trong phòng điện thì tức là kiểu nó sẽ ra một cái bảng đúng không? Lúc đấy vẫn đang ngồi làm xong tự dưng tỉnh dậy thì thấy một cái đùi gà kế bên. Nhưng mà Desmond Vũ là không hiểu tại sao lúc đấy là chạy ra xong rồi chạy vào, ý là chạy qua chạy lại xong rồi bấm. Mình thì mình mới chơi cho nên là Bảo Hoàng mới chơi nên là chỗ bấm. Thì đã thấy Desmond Vũ bấm. Bình tĩnh. Daddy chill. Bạn vừa mới vào chứ không có chuyện chạy qua chạy lại như Bảo Hoàng đã nói. Bạn có bằng chứng không? Bạn không thể buộc tội Bảo Hoàng được. Bảo Hoàng rất là cái gì quên rồi. Béo. Ôi, từ từ một vốt cũng đi á. Cay rồi. Cay thằng mèo ấy. Chào vốt ơi. Yeah. Ấm thôi, bởi vì tao nghĩ là vẫn còn nguyên hai imposter thì quả này giết một cái là mình cút. Má, lần đầu tiên trong cuộc đời của mong muốn là Nguyễn Duy nó thông thái vậy, nó nói nhiều vậy á. Không hiểu sao mà tao rất nghi thằng Desmond Vũ nhá. Không thể, tao nghi thằng Desmond Vũ nhá. Anh em phải tìm ra là vừa đây thằng nào vốt. Bảo Hoàng, thằng nào vốt đấy. Chắc là Desmond Vũ vốt rồi. Chắc chắn là nó rồi, chỉ có nó mới vốt thôi. Đấy, thế tao dụ được mấy con chó rồi, bởi vì còn hai poster chắc chắn đéo thể nào bốn thằng cùng đồng ý vote một thằng cái này được. Là chắc chắn là trong ba con chó còn lại nhá. Mày biết rồi, đéo phải là Desmond Vũ, khả năng cao là ba con chó còn lại rồi. Tao phân tích cho mày là còn hai imposter đúng không? Nếu mà tao quyết định tao bảo thằng Desmond Vũ thì chắc chắn phải có một người chậm cái nhịp lại, bởi vì không muốn imposter chết. Nhưng mà đây là cả ba chúng mày cùng đồng ý rất nhiệt tình rằng thằng Desmond Vũ phải chết. Hay quá Nguyễn Duy ơi. Rồi. Tao thấy là tại sao hai lần là thằng Desmond Vũ đều tìm đến xác rồi, chỉ có tự giết report thôi. Tao nhìn thấy tao report. Chứ mày mới muốn tao làm gì? Tao rất nghi thằng Darling. Thằng Darling nó vốt quá nhanh và nó đéo đưa ra một thông tin gì và đéo ai có thông tin gì về nó cả. Ừ, tao bảo rồi, tao chúc mọi người vạn sự như ý, sức khỏe, thịnh vượng. Đéo là tao. Mày nhầm rồi. Đéo biết nữa, có thể tao lựa chọn sai. Còn mẹ. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Desmond Vũ.
sao lại là tao? Tao thề luôn. Có một đoạn. Từ từ, mấy đằng kia đâu rồi? Đây đây đây. Chúng mày có nghĩ giống tao nghĩ không? Tao không biết mày đang nghĩ gì. Có thằng nào nghĩ giống tao nghĩ không? Mày đang nghĩ gì? Mày là tao cho nên chắc chắn tao biết mày đang nghĩ gì. Thế tao đang nghĩ gì? Tao không biết. Tao đéo biết mà. Giống suy nghĩ thằng Nguyễn Duy thật. Lúc mà anh em đang đứng ở căng tin đúng không? Tự nhiên thằng Nguyễn Duy nó chạy vọt sang bên phải, cố tình là nó tách ra lẻ ra ấy, sau lúc mà reactor nó có vấn đề đúng không? Nó mới bắt đầu lò dò gì ra. Không, tao nghĩ là mày mới là cái thằng đáng nghi ấy. Tao còn nhiệm vụ ở bên phải, chả có lý do gì tao không đi sang bên phải cả. Cái thứ nhất, tao là sau cái thứ hai là ngay sau khi reactor bật lên, tao đi từ bên phải quay lại căng tin thì tao thấy thằng HK15 vẫn đứng nguyên ở cái bàn đấy. Để tao thế bấm là tao trước, đi lại gần lúc... thì nó di chuyển. Tao mới phải lùi lùi giữ khoảng cách một tí vì tao sợ nó xiên tao. Những cái lúc sửa reactor, mày là thằng duy nhất đéo có mặt. Tao chạy lên nếu tao... như mày bởi không biết reactor hai. Nếu như mày không sửa được, mày đéo ấn được nút. Nên chả có lý do gì để mày cam nút khi mà reactor chưa sửa cả. Bởi vì tao biết là chúng mày chạy ra rồi. Thế bây giờ nó giết một thằng cái tao. Nhớ quả là vừa đi ra khỏi vòng điện rồi ạ. Cả hai bị tách cặp ở chỗ storage chúng cả ở chỗ phòng điện đi ra không? Và nhá, khi mày đéo làm sao? Cả Edson Vũ được cái gì nó chạy vào tao. Khi cả bốn người ở storage và reactor bị phá, ba bọn tao đi cùng nhau, chỉ một mình mày là rẽ lên trên thôi. Với quả đấy là tao căn là để tao bấm nút luôn, tao định ấy thằng Nguyễn Vũ. Tao bị phá thì mới bấm nút luôn kiểu gì được. Ơi, chúng mày sửa xong, với tao biết là chúng mày chạy đi luôn rồi. Bây giờ nó giết một người thì sửa thì tao hỏi mày bấm nút kiểu gì? Nó giết một người thì mày hỏi bấm nút kiểu gì? Và một điều nữa là bởi vì anh em mình đang stack cùng nhau, thế nên là cơ hội duy nhất của thằng Imposter bây giờ nó không thể giết người trước mặt được, chỉ có thể là nó bấm nút để nó vốt một người nào đấy thôi. Đấy, cơ đấy là lý do mà tao vốt thằng HK15. Mày không hớt được bao con trai. Và thằng Long Đen suy luận đỉnh thôi. Nó bởi vì nó luận điểm nó vào tao. Mày nghĩ sao sang Trần đây? Bạn mình nhìn một thằng, bạn nhìn ngay các bạn ơi. Nói đúng là chẳng mấy khi. Gọi là chẳng mấy khi mà thực sự là cái gì đấy Nguyễn Duy ơi. Thật rồi, Nguyễn Duy khô đấy. Bye. Mà thế, đây là bộ này nghe tao như kiểu chó ngồi xem tắt nước ao và đéo hiểu được. Yeah. Em là imposter. Lại imposter. Ê, chúng mày có thể không giết tao, cho tao làm content đi, làm ơn đói mày. Ok, chơi game thôi. Darling, mày đi với tao, tại vì trông mặt mày ngu và trông mày có vẻ uy tín với cái cây lightstick trên đầu mày. Long Đen kìa. Long Đen mặc cái quả bộ đồ trông giết người vậy chứ. Ui, sướng, sướng, sướng. Thôi rồi, anh em cứ sửa đi, tao đi xuống đây. Ô, mọi người sửa xong hết rồi. Ok. Tên bình thường nó cứ đi theo mình nhỉ? Mày xiên tao, mày xiên mẹ đi. À đủ. Oh, what the fuck gì ấy? Yeah, yeah, tao đúng chết rồi. Yeah, tao đúng chết rồi. Má, tao đang tình xuyên hàng HK15, tại sao tụi mày report nhanh ấy? Ok, tao là người phát hiện. Đầu tiên là tao đang lấy mẫu thí nghiệm ở trong Medbay ạ. Sau tao đi ra trái, đi ra upper engine. Trên đường đi qua upper engine, tao gặp chị Mai. Sau tao đi xuống, tao vào reactor, tao làm một cái task đấy, tao quên con mẹ rồi. Xong rồi tao đi xuống lower engine, xong rồi tao đi lên electrical. Trên đường đi đấy, tao không gặp được bất kỳ ai. Và lúc mà tao vào electrical, tao thấy xác thắng. Từ trên đường tao đi từ mét bay xuống electrical thấy mỗi chị Mai thôi. Darling này, Long này, Phần Hoàng với thằng Duy ở bên tên phải hết rồi. Đây nhá, thằng Long Đen, thằng Darling với thằng tên bình thường là ba thằng gọi là an toàn. Tuy nhiên là trong tình huống này là tuy nhất là trong tình huống này không phải người đã giết người. Tao vừa cướp cầu của mày. Tao cũng là vàng. Mày ơi, tao cũng đi qua chị Mai. Mày hỏi thằng Duy mới như thế à? Tao sang đây nói gì à? Khoảng bạc. Xe số gì đấy? Tụi lại ngon quá. Tao không manh mối, tao đang đi một mình cho nên tao sẽ skip. Tao nghi mày Long Đen ạ. Ok. Trông tao giống giết người mà tao hiểu mà. Tao đang giết người. Tao cao bị phân biệt thế từ bé rồi. Duy, đi theo tao Duy. Duy, Duy, đi theo tao. Darling, đi theo Darling này, tao tin mày. Không được, bây giờ mình đi lẻ thì nó cũng đéo ổn. Phải đi tìm mọi người thôi, tí kiểu đéo chúng nó lôi mình ra pressing mà xem. Hứa. Đi đi tiếp Duy ơi. Làm thì có chuyện thằng Duy xiên tôi các bạn. Không có chuyện, tôi nó bây giờ như giã với bìu rồi. Luôn luôn có nhau, đợi đi. Ở đây, bảo an. Nhưng mà nãy giờ không ai, nó hoàn toàn có thể giết mình. Tôi đang khá nghi ngờ bảo hoàng. Darling.
Có cảm giác ở trong đây có người chết sao? Maidora bảo hoàng ngon lòng ở đen Desmond Vũ, ok darling, không có gì quá đặc sắc quanh khu vực cả. Bảo hoàng tí mà phát hiện cái xác ở đây là thằng bảo hoàng có vấn đề này. Sao thằng bảo hoàng trong đấy lâu ấy, nó làm nhiệm vụ gì à? Tao sẽ qua chỗ đấy kiểm tra một chút, không có xác ai cả nên chả còn mỗi nhiệm vụ của mình nữa rồi mà. Biết rồi darling, có vẻ như các anh bạn imposter chúng ta may hơi khó khăn hiểu không? Mày giết tao ở đây đúng không? Mày sẽ giết tao ở đây đúng không? Mãi trong gì xảy ra vậy? Yên bình thế nhở? Nó sao yên bình thế nhở? Nó béo anh chết nhở? Nó bị lâu quá hiểu không? Thế thì tao lại đang hơi nghi, một là Maidora, hai là Bảo Hoàng. Tại sao lúc nào cũng Maidora với Bảo Hoàng thế? Tại vì như này nhá, mọi thứ đang quá là yên bình và chị Maidora vừa mới chơi game nên em nghĩ là chị đang chưa dám ra tay. Chị vừa xiên mày lúc trước mà đúng không? Đúng. Đúng. À không. Đúng. Thế thì làm sao mà lại chưa dám ra tay được? Tao nghĩ chị chém mạnh ấy chứ. Tao bảo hoàng thì tao thấy nó đi lẻ hơi nhiều. Đeo sao tao đeo gặp một mày? Tao thì tao cứ đi Vương Duy này, tao Vương Duy là sạch sẽ này, đẹp trai này. Tao không biết này là sao nhưng mà tao đi đến đâu cũng gặp Giao Linh. Nhiệm vụ gần xong hết nào. Giờ cho nó xiên thoải mái thôi, vấn đề gì đâu. Tao không thấy HK 15 ấy. Tao nghĩ là Vân Hoàng. Béo. Tao đi thằng tao gặp thằng Sang suốt. Vote với Vân Hoàng. Đúng. Đéo liên quan. Đừng vote để xíu tao giết nó cho. Ok. Skip nha. Tại mày bố tao đấy, anh chó này. Đi đâu cái này tao không giết được, đúng không? Duy ơi, đi đi Duy, đi 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 đi. Duy thằng Vĩ Biên Hỏa cứ đi với nhau này. Rồi, xong nhiệm vụ. 76 sao tôi nghỉ Duy nhở? Mẹ nói giờ nó cứ đi lằng nhằng. Thằng Duy đi cùng suốt mà Duy. Không, tao là imposter mà tao muốn giết nó rồi, tao nhìn nó ngứa mắt của tao đéo được kìm kìm hãm được nữa mày hiểu không? Tao không thể nào kìm hãm được nữa hiểu không? Mày kiểu tao muốn giết nó lắm rồi mà kêu kiếm được cái thời cơ thích hợp mày hiểu không? Mày cách nó cùng một tòa thôi, cầm dao lên luôn đi. Mày có mật khẩu cho nó mà. Tao giết rồi còn tụi mày có thể bóp tao. Chúng mày nó đầu thú rồi sao sao? Nó giống kiểu xem Zodiac nhưng mà phim hết trong vòng 2 phút đầu tiên đấy. Cảm giác tao theo dõi một season tập cuối như là... Tao là imposter dài nhất mà tao từng biết trong cuộc đời. Rồi, Darlene VCR, giải quyết đám còn lại nha Darlene VCR. Ok! Anh em vô Darlene! Từ sau này là tao, nếu là tao, tao giết bao thằng rồi chứ. Đéo có ý nghĩa gì. Bài học rút ra là gì? Đừng bao giờ tin người khác. Ai ghép nhạc thật giật hộ ấy nhá. Ôi game với Win rồi. Anh em đứng đây hết này. Em có đứng đây à? À đủ. À đủ. Tao bấm mày mới chuyển xin nhá, tao không biết xác ở đâu nhá. Chỉ có thể là thằng nào nhỉ? Tao nghi thằng Desmond Vũ với thằng Darling. Chỉ có thể là một trong hai thằng đấy. Mày vừa hùa theo tao đúng không? Tao thằng Long đứng trên bây giờ không? Mày thì là thằng bấm emergency. Làm thành viên Chicken Gang khó khăn quá. Tao thấy chúng mày tụm 5 tụm 3 ở trên cafeteria. Tao ra ngó phát xong tao đi làm task tiếp. Tao nghi thằng Hiếu, trời. Thằng Darling nó như con mày ma sói. Mày đi làm task tiếp hả Hiếu? Mày làm task nào ấy? Tao làm hai cái electrical mày. Mày làm xong chưa? Tao làm xong rồi. Xong rồi mà cái thanh task lại đéo tăng lên à? Con chó này. Cút. Sao anh em lại cười? Không đéo biết. Là vì bốn thằng này thằng đéo chẳng làm xong hết nhiệm vụ rồi. Trời ơi, nó bị gài quá. Tao làm xong rồi tao khoanh rồi. Làm imposter chung với người ta Nguyên Duy, tao đéo chịu được.